Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn bài tập thực hành, đó là tủ điều khiển trạm xử lý nước của trung tâm đào tạo tự động hóa IATC. Thì ở trên tủ này mình sẽ có bảng điều khiển gồm có các cái đèn trạng thái và các cái khóa chuyển mạch. Ở đây thì khóa chuyển mạch sẽ có hai chế độ, một chế độ là chạy tự động, các thiết bị để chế độ chạy tự động, và một chế độ là các thiết bị ở chế độ điều khiển bằng tay, tức là điều khiển độc lập từ thiết bị, và một cái chế độ ở giữa là chế độ dừng, không có thiết bị nào chạy cả. Đấy, thì ngoài ra ở đây mình đang sử dụng thêm một cái màn hình HMI. Trên này nó sẽ thể hiện các cái trạng thái thiết bị cũng như là sơ đồ công nghệ của cái hệ thống. Ví dụ đây mình có thể nhìn thấy những cái thiết bị khá là quen thuộc của một hệ thống xử lý nước thông thường. Ví dụ mình sẽ có van nước đầu vào này, máy khuấy này, rồi thì bơm sục khí clo, rồi thì quạt thổi khí, bơm nước và cảm biến báo mức thấp, mức cao, vân vân. Đấy, các thiết bị này thì nó đều có khả năng điều khiển được hai chế độ là bằng tay và tự động. Thì bây giờ mình sẽ thử điều khiển nó ở cái chế độ bằng tay nhé. Bật tắt từ thiết bị độc lập này. Các đèn báo màu xanh là các cái đèn báo trạng thái của thiết bị này. Đấy, các thiết bị khi chuyển sang chế độ bằng tay là nó sẽ khởi động lên và đèn báo nó sẽ sáng, đúng không? Ở chế độ tự động thì nó sẽ chạy theo mức nước. Ở đây nó đang làm cái thao tác đầu tiên là mở cái van đầu vào để cho nước vào. Khi mà nước vào ấy thì rõ ràng là mức nước nó sẽ chạm vào cái cảm biến mức thấp trước, đúng không? Đấy, khi cảm biến mức thấp tác động này. Tiếp theo là khi nước dâng lên thì sẽ đến cảm biến mức cao. Mình sẽ nhìn theo các thiết bị nhé. Khi cảm biến mức cao tác động thì sẽ có cái tình trạng là cái van đầu vào nó sẽ đóng lại bởi vì không được cho nước vào nữa. Và các thiết bị xử lý bắt đầu nó làm việc tuần tự theo thời gian. Khi mà thời gian xử lý đã đủ rồi thì nó sẽ thực hiện cái nhiệm vụ đó là nó dừng các thiết bị xử lý lại và nó bật cái bơm đầu ra. Đấy, bật bơm đầu ra để hút nước ra ngoài. Và khi hút nước ra như vậy thì mình sẽ phải giảm mức nước đi, đúng không? Đang ở mức cao mình cho nó xuống dưới mức cao này. Sau đó về dưới mức thấp này, tức là hết nước. Thì cái bơm chắc chắn nó sẽ phải dừng lại và nó sẽ lặp lại một cái chu trình mới bằng cách là nó mở cái van đầu vào ra. Đấy, đấy là cái chế độ tự động.